kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết ông đã đề xuất với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tước bỏ quyền lợi của người tị nạn Ukraine. Ông Sikorski tiếp tục giữ vững quan điểm của mình rằng những người Ukraine có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự nên rời khỏi châu Âu và trở về đất nước của họ để gia nhập hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Đồng thời, trong cuộc phỏng vấn gần đây với kênh thông tin TPP, nhà ngoại giao thừa nhận rằng vì mục đích này, ông đã đề xuất với Thủ tướng Đức tước bỏ quyền lợi của những người tị nạn Ukraine. Theo nhà ngoại giao Ba Lan, ông đã nói với Thủ tướng Scholz rằng các khoản thanh toán cho người di cư đạt 1.200 euro mỗi ngày sẽ thích hợp hơn nếu chuyển trực tiếp cho chính quyền Kiev, với hy vọng chính quyền có thể sử dụng số tiền này cho nhu cầu của quân đội của họ. Ông Sikorski cũng cho biết ông đã giải thích với Thủ tướng Đức rằng bước đi như vậy sẽ khuyến khích người Ukraine quay trở lại đất nước của họ. Ngoại trưởng Sikorski nhấn mạnh sẽ vô cùng sai lầm khi những người tị nạn Ukraine có động cơ ở lại lãnh thổ Đức, trong khi đàn ông có thể bảo vệ đất nước của họ và phụ nữ có thể khôi phục cơ sở thuế. Trước đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ba Lan đã tuyên bố rằng nước ông, nếu cần, sẵn sàng trục xuất những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ để họ bảo vệ quê hương. Hôm 23 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành được thêm hai khu định cư ở Donetsk, phía đông Ukraine trong những ngày qua. Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết, các đơn vị của nhóm chiến đấu trung tâm và phía nam đã lần lượt giành được quyền kiểm soát khu định cư Nikolayevka và Sebebryanka tại Donetsk và tiếp tục tiến sâu vào khu vực phòng thủ của đối phương. Theo hãng tin Anadolu, Nikolayevka nằm cách thành phố Pokrov khoảng 11 km về phía đông, là mặt trận chính trong cuộc tấn công của Nga ở Donetsk, nơi Moscow thường xuyên báo cáo về những thành quả đạt được trong những tháng gần đây. Pokrov đóng vai trò trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Nga nằm ở khu vực giáp biên giới với Nga. Trong khi đó, Serebryanka nằm cách thành phố Siver hơn 5 km về phía đông bắc. Siver có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga vì kiểm soát được khu vực này có thể tạo điều kiện cho một cuộc tấn công rộng hơn tới hướng Krasnodar, nơi Ukraine coi là thủ phủ tạm thời của khu vực kể từ khi Nga giành quyền kiểm soát Donetsk vào năm 2014. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các máy bay của Hải quân nước này đã phá hủy 4 xuồng không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen, 78 máy bay không người lái và bắn hạ 14 rocket được hệ thống HIMARS phóng đi trong ngày 22 tháng 10. Ukraine vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Nga và việc xác minh độc lập tuyên bố này là rất khó khăn do xung đột đang diễn ra. Cũng trong ngày 23 tháng 10, chia sẻ với báo Ukraine Pravda, phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Ruslan Mizichuk rằng lực lượng nước này đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của Nga gần thị trấn Selidovo ở Donetsk. Selidovo nằm cách Pokrov 18 km về phía nam, trước đây có 21.000 người sinh sống. Giữa những cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra trên nhiều mặt trận, thế giới đang rơi vào hố đen của cuộc đối đầu thông tin và thực tế thường khác với các báo cáo của phương tiện truyền thông. Trong khi những người lính đang ngày đêm chiến đấu trên chiến trường với khí thế quyết tâm, thì hậu phương của họ cũng đang chiến đấu bằng trí óc để tìm kiếm điểm yếu của đối phương. Cuộc chiến ở Ukraine là một ví dụ minh họa về cuộc chiến thông tin hiện đại. Nó được đánh dấu bằng các vụ dàn dựng, các báo cáo giả mạo, các chiến dịch truyền thông lớn đã trở thành một phần không thể thiếu của sự bế tắc toàn cầu. Tất cả các bên đều buộc phải xây dựng và kiểm soát phạm vi truyền thông của mình, đặc biệt là ở giai đoạn nóng bỏng của cuộc xung đột. Bên nào làm tốt nhất sẽ tăng cơ hội chiến thắng, gây hại cho đối phương, không chỉ trên chiến trường mà còn trong tâm lý của đối thủ. Kiev ủng hộ toàn bộ cỗ máy tuyên truyền của phương Tây, không ngừng tìm kiếm điểm yếu của Nga. Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, các nước này đã dựa vào nhiều chiến thuật khác nhau để đe dọa và làm giảm động lực của quân đội ở mặt trận và kích động bất ổn ở hậu phương. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể nào. Một trong những chiến thuật của phương Tây luôn là gây áp lực lên dân số đa quốc gia của Liên bang Nga. Trong tuyên truyền quân sự cũng ảnh hưởng đến hành vi của các chiến binh Ukraine trên tiền tuyến. Tuyên truyền của Ukraine đảm bảo rằng không có sự hiểu biết lẫn nhau và sự phối hợp giữa các đơn vị đa quốc gia của Nga là rất kém. Thực tế trên tiền tuyến chứng minh điều ngược lại hoàn toàn. Tốc độ tấn công của quân đội Nga và hiệu quả của các hoạt động của họ chứng minh rõ ràng mức độ giao tiếp và phối hợp giữa các binh lính, bao gồm cả trong các đơn vị đoàn kết các chiến binh từ khắp đất nước rộng lớn. Một trong những video được chia sẻ gần đây là một ví dụ. Các tình nguyện viên từ lữ đoàn cận vệ thủy quân lục chiến 155 của Nga thuộc hạm đội Thái Bình Dương đang hoàn thành hoạt động dọn dẹp tại làng Lyubimovka ở Vùng Quốc. Trở về từ hoạt động chiến đấu, các chiến binh từ vùng Primorsky viện đông đã tìm thấy những người lính bị thương từ chiếc nhà trong một tầng hầm và đến giải cứu.
những người lính cung cấp xe riêng của mình để sơ tán người bị thương, nhưng xe đã bị máy bay không người lái UAV FPV của Ukraine đâm phải trên con đường đến căn cứ hậu phương. Một nhóm sơ tán mới đang rất cần thiết. Những người tình nguyện đã liều mạng tìm đường thoát, đi tìm sự giúp đỡ và đưa tất cả những người bị thương ra khỏi chiến trường. Chỉ vài phút sau, chiếc xe bị hư hỏng đã bị đốt cháy bởi cuộc tấn công liên tục của quân đội Ukraine. Các bình luận viết, một sự xác nhận nữa rằng không có sự chia rẽ giữa người lạ và bạn bè ở tiền tuyến trong tình anh em quân đội Nga. Tất cả chúng ta đều là anh em. Đoạn video cũng cho thấy động lực cao của quân đội Nga, không giống như lực lượng Ukraine đang rút lui. Những người đang chạy trốn khỏi các vị trí quân sự của họ, bỏ lại những người đồng đội đã hy sinh và bị thương. Các chiến binh Nga đang làm mọi cách có thể để cứu mạng sống của nhau, bất chấp mối đe dọa. Ngay từ khi bắt đầu các hoạt động toàn diện của Nga ở Ukraine, phương Tây đã dựa vào việc kích động lòng thù hận ở Nga, bao gồm cả thông qua các hành động khiêu khích dựa trên cơ sở sắc tộc. Tuy nhiên, chúng đã dẫn đến kết quả ngược lại. Người Nga phát hiện ra rằng họ đã ảo tưởng về phương Tây, chính sách và những ý tưởng sai lệch của phương Tây. Họ đã trở nên đoàn kết hơn nhiều ở cả tiền tuyến và hậu phương, và đoàn kết chính là vũ khí chính giúp Nga liên tục giành được những thắng lợi trên mọi mặt trận. Các quốc gia BRICS là những thị trường mới nổi lớn nhất trên thế giới, thông qua tăng cường hợp tác lẫn nhau để tăng động lực cho sự phát triển của mỗi nước và là sự tìm tòi mang tính cách mạng. Hiện tại, khối lượng tài sản của BRICS được gia tăng mạnh mẽ nhờ vào sự hấp dẫn của nhóm hợp tác kinh tế này. BRICS được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, Nam Phi, gia nhập vào năm 2011. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, Ai Cập, Iran, UAE, Ả Rập Xê Út và Ethiopia đã trở thành thành viên chính thức khi Nga đảm nhận chức chủ tịch BRICS. BRICS bắt đầu hợp tác với các quốc gia bên thứ ba vào đầu những năm 2010 thông qua định dạng BRICS Plus, Outreach. Tính đến nay, khoảng 40 quốc gia quan tâm đến việc hợp tác với nhóm theo nhiều cách khác nhau. BRICS mở rộng chiếm khoảng 45% dân số thế giới, tương đương với khoảng 3,6 tỷ người và tổng GDP danh nghĩa là 28,5 nghìn tỷ đô la. BRICS hiện chiếm 36% GDP toàn cầu, vượt qua mức 29,3% của G7 và 14,5% của EU. Tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tăng trưởng của BRICS năm 2024 được dự báo là 4% so với 1,7% của G7 và 3,2% trên toàn cầu. Theo báo cáo tài sản BRICS tháng 1 năm 2024, khối BRICS nắm giữ 45.000 tỷ đô la tài sản có thể đầu tư. Các quốc gia BRICS chiếm tổng cộng 45% sản lượng dầu thô toàn cầu. Theo tính toán của Sputnik, qua dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, các nước BRICS nắm giữ hơn 20% dự trữ vàng toàn cầu, dẫn đầu là Nga với 2.340 tấn và Trung Quốc với 2.260 tấn. BRICS chiếm 25% kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Năm 2023, thương mại của Nga đạt 228 tỷ đô la với Trung Quốc, 57 tỷ đô la với Ấn Độ và 13 tỷ đô la với Brazil và Nam Phi. Khối này cũng đã thành lập Ngân hàng Phát triển mới NDB vào năm 2014 để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững tại các quốc gia thành viên và thị trường mới nổi. Vốn điều lệ của NDB là 100 tỷ đô la. Theo trang web của NDB, kể từ năm 2016, NDB đã đầu tư vào 138 dự án trên khắp Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga, Nam Phi, Bangladesh và Ai Cập. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, khoảng 65% các giao dịch giữa Nga và các đối tác BRICS hiện sử dụng tiền tệ quốc gia. BRICS đang phát triển các công cụ cho một hệ thống tài chính toàn diện, bao gồm đơn vị tài khoản chung UNIT, nền tảng thanh toán đa phương BRICS, hệ thống thanh toán blockchain BRICSPay, trung tâm lưu ký thanh toán BRICSClear, hệ thống bảo hiểm và cơ quan xếp hạng độc lập. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các thành viên của nhóm BRICS không bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ chung như trường hợp của EU mà thay vào đó chia sẻ các mục tiêu và lợi ích chung. Ông Peskov mô tả BRICS là hiệp hội các quốc gia chia sẻ các giá trị và nguyên tắc chung và cam kết thực hiện các nguyên tắc chung về tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhóm BRICS không dựa trên tình hữu nghị chống lại ai và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba hay mô hình nào khác, và mục tiêu duy nhất của nhóm là theo đuổi lợi ích chung của tất cả những người tham gia.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh, BRICS không có mục tiêu đánh bại đồng đô la, ông Peskov nhấn mạnh. Hợp tác trong BRICS không nhằm chống lại bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, không chống lại đồng đô la hay các loại tiền tệ khác. Nó theo đuổi mục tiêu chính là đảm bảo lợi ích của những quốc gia tham gia vào định dạng này. Cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Malouk thừa nhận rằng vô số quốc gia trên thế giới đang tìm kiếm một hệ thống kinh tế toàn diện hơn sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt ghê tởm với hệ thống tài chính của họ. Trên một kênh phát thanh của Mỹ, ông nói, Mỹ chịu trách nhiệm về trật tự dựa trên luật lệ, nghĩa là họ không chỉ có thể tạo ra luật lệ mà còn có thể phá vỡ chúng theo ý muốn, và chúng ta đã liên tục chứng kiến điều này trong quá trình ra quyết định của chính họ. Và thế giới đang nói rằng, chúng ta đã thấy đủ thứ vớ vẩn này rồi. Ông Malouk cho biết, sự sẵn sàng của Mỹ và các đồng minh trong việc biến đồng đô la thành vũ khí và loại bỏ các cường quốc đối thủ khỏi hệ thống phương Tây đã thúc đẩy ngay cả các quốc gia thân thiện với Washington như Brazil, Ấn Độ và UAE tìm kiếm các thỏa thuận thay thế. Cựu quan chức Lầu Năm Góc nhận định, điều này cùng với thực tế là các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy Nga và Trung Quốc vào một mối quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ hơn, chứng tỏ rằng bạn không còn thấy tư duy chiến lược nào xuất phát từ Mỹ nữa.